Rồi, ok, chào các bạn. Mình rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi Warriors Orochi tiếp. Mà này là chúng ta sẽ đánh ở một cái khu vực khá là trống trải và sẽ có cả mấy cái thằng đạo sĩ nữa. Nhìn chung thì mình luyện cũng được khá khá rồi và hiện tại thì điêu thuyền đã xong cho nên mình cất điêu thuyền vô. Nhưng mà do hào đôn vẫn còn cho nên là tiếp tục với hào đôn. Từng nhiệm vụ thì tương đối dễ làm. 180 lính với lại 6 tướng. Vũ khí của hào đôn cũng khá là ngon rồi. Mình lấy trường liêu tại mình cần một túi sức mạnh nha các bạn. Rồi để coi, nói chung là màn này thì nhiệm vụ để lấy được con chân cơ nó khá là dễ phê. Giờ mình sẽ cố gắng lấy. Hào qua cho hào đôn đánh nha. Đánh lính nào đánh tướng luôn. Bây giờ nó sẽ nói khá là nhiều. Anh đô của chúng ta max level rồi, giờ quýnh kinh lắm. Tầm đánh có thể không rộng nhưng mà giờ một số cái chỉ số khác là thấy khá là kinh. Ghê ghê ghê. Thắng rồi. Ok. Mà này là theo như mình đọc được là nó còn có tận vị thiệt, tận vị giả nữa nha các bạn. Thấy à, tính móc nó mà không được không kịp. Chúng ta cần nâng cấp ngựa mà không biết tướng nào có ngựa nha. Mình thì không muốn đọc cái hướng dẫn mà muốn luyện từ từ thôi. Chứ mà chơi mà lựa tướng mình luyện ra đúng cái mình muốn thì nó kiểu kén chọn mất thời gian lắm. Mình chơi thì thích dễ tính hơn. Giờ hào đôn kém mà tốc độ luôn. Đây 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 mấy đạo sĩ rồi rồi. Mấy này trưởng trưởng nó cũng kinh lắm nha. Nó khá nó máu nó sợ nhưng mà nó mạnh lắm á. Hình như là mình phải chừa là một thằng đạo sĩ nữa luôn á. Để coi phải giết hết cái coi như có 5 bằng đạo sĩ, 6 bằng đạo sĩ gì đó, mình phải chém hết chừa lại thằng thôi. Mấy thằng này thì tuổi tôm giết dễ. Nếu mà lát nữa mà là màn này mình không lấy được chân cơ đó, thì mình sẽ ra mình coi lại. Rồi nó chỉ mình 2 điểm phải đánh. Rồi ok, đây đạo sĩ đây. Chà, tụ lại đông dữ ta. À, đỡ luôn hả? Chà, võ nghệ cao cường phết nha. Đùa với anh Đôn, anh Đôn đã có xuyên giáp rồi, mấy chú đừng có đùa. Đùa với anh Đôn. Hào Đôn thì kêu là khỏi chê. Nó bắn mà mình chạy kịp các bạn. Ây à, hình như còn phải chờ cái âm binh xuất hiện nữa là sao ấy. Quýnh là không cho kịp trở tay luôn. Quà đó để cho con nó KS rồi. Kệ cũng không sao, không tiếc chút kinh nghiệm các bạn. Đừng đặt nặng vấn đề đó quá. Rồi, ok, xong. Vô. Wow. Chà, để đồng độ KS rồi. Mất cũng khá kinh nghiệm chứ không phải ít đâu. Rồi, ok. Kinh tí. Thằng đó nó cũng chạy giúp mình chạy nhanh hơn đâu các bạn. Rồi, hay à.
Nhiệm vụ nãy giờ chưa làm được là cũng tại vì có mấy đứa bạn nó dành KS nhưng mà chà, đứa nào đánh lẹ dữ. Rồi, ok. Rồi, ok, ability lấy được rồi các bạn. Rồi, ok. Phải thấy sao phi giả xuất hiện quá là nhiệm vụ thành công các bạn. Đây rồi. Rồi, ok. Thập xẻ chưa? Có nhiều đạo sĩ mình chém hết rồi đó. Sao luôn mình trận này càng đã thôi. Mấy khi có dịp luyện cấp rồi các bạn. Vũ khí quá xịn luôn. Đủ dòng hết. Có điều là chưa đủ mạnh mà. Tại vì đây vẫn là vũ khí đời 2. Tàu phi giả đâu ta, hay là mình đang cầm tàu phi thề, tàu phi giả nó không nhắm ra. Giả cạnh hướng dở quá các bạn. Rồi, ok. Rồi giờ là tàu phi chém nè. Tàu phi chém đã hào đôn nữa. Tại ông này là được kế để quýnh cho lưng ngựa luôn rồi. Ây da. Rồi, vừa đúng lúc xong. Ngon. Rồi, xong. Các bạn nhìn vụ thất bại rồi, có nhiều mình chém hết rồi. Nhưng là phải dẫn con chân cơ đi đâu nữa đó. Mà này 3 sao luôn nha các bạn, ra quýnh hơi nặng đấy. Mình mới phải lấy chân liêu thôi chứ mình cũng muốn cầm điêu thuyền lắm. Nhưng mà màn này không có tướng sức mạnh vô, sợ cuối đánh nổi. Rồi, go. Vô đây. Tàu phi chấp hết. Đây, gió nghệ của tàu phi đâu phải là thừa. Ồ, có ninja luôn hả? Hay à? Hay à? Hay, bất quá rồi bật cái này lên. Mà tới lúc được xài rồi. Vô. Xả hết. Sợ gì ai đâu. Rồi, giờ tới lượt tương liêu này. Tương liêu đá một phát là ngon cơm luôn. Trời ơi, còn ra thêm cái này nữa thì quá phê rồi. Rồi anh Đôn chơi nào. Ê, hình như giờ thằng giả nó mới xuất hiện kìa. Ê, khoan, chôn con ngựa chạy ra coi lại.
Câu hồi lại mém tí nó làm được nhiệm vụ nữa thì khốn. À đây, tàu phi giả đây. Chà gió, ông hàng giả mà quýnh kinh dữ vậy. Ồ, hàng giả mà lợi hại lắm nha. Ủa đâu mất tiêu rồi. Ủa, anh chạy đâu mất tiêu rồi. Có xuyên giáp rồi đỡ là dính chưởng liền. Và Trương Liêu cái chiêu số 3 của ổng rất lợi hại luôn. Thêm cái thuộc tính vô nữa thì khỏi chê. Chiêu số 4 thì hơi thường, tại tập đánh nó hơi ngắn tới thôi. Rồi xong. Để coi có mở được chân cơ hay không nhé. Mở được vợ của Tàu Phi cho hai vợ chồng nó đi chung quá đã luôn. Rồi, ok. Rồi, để xem nào. Ai chào không được rồi. Ồ, mà lấy được đồ đề 3 các bạn. Có mỗi ông Trương Liêu lấy được thôi. Chà, buồn quá. Nãy chắc phải quýnh nè, nói nhanh lên. Mà nãy mình quýnh mất thời gian quá. Rồi, ok, để mình thử lại. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình. Mình là Lâm Anh Hợp. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.